Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Phương Tử Vũ bước từng bước, dáng đi tập tễnh, đi khắp không mục đích. Miệng vết thương trên người đã sớm khép lại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều và chưa từng được nghỉ ngơi tốt, giờ phút này sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt. Mỗi một ngày đều phải đối mặt với vô số trận chiến đấu sinh tử, mỗi ngày đều phải gặp nguy hiểm, bị truy binh đuổi giết. Hắn làm sao có thể nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đây? Nửa năm qua, mỗi ngày Phương Tử Vũ không lúc nào không phải tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là hắn hiện tại không thể chết được. Gần như mỗi ngày đều đau khổ dãy giụa ở ranh giới giữa sống và chết. Nhưng mỗi lần nghĩ tới thời điểm cuối cùng, hắn luôn luôn có thể sống sót giống như kỳ tích vậy. Có thể là phúc thúc và vú nuôi ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho hắn. Chẳng qua nửa năm sinh tử chiến đấu này cũng khiến hắn thu hoạch rất lớn. Không nói thực lực hiện tại đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần sau khi giết truy binh, hắn đều thu được rất nhiều thượng phẩm pháp khí ở trên thi thể đối phương. Trong đó không thiếu thượng phẩm địa khí và linh khí, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Mà trong đó thu hoạch lớn nhất chính là hắn rốt cuộc đã biết môn phái của ba người sát hại phúc thúc và vú nuôi lúc trước. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ở một lần bị truy binh đuổi sát phía sau, hai bên triển khai liều chết đả đấu. Trong đó lại có hai người đạo sĩ và võ sĩ sử dụng chiêu thuật giống như đạo sĩ và võ sĩ năm đó sử dụng để sát hại phúc thúc và vú nuôi. Phát hiện này khiến Phương Tử Vũ đại phát cuồng tính, sau đó phát động đánh úp ngược lại, chuyên chọn hạ sát đạo sĩ cầm phất trần và võ sĩ đeo trường kiếm sau lưng. Cũng chính bởi vậy, U Tuyền môn lấy kiếm nhập đạo và Nghiễm Thanh môn lấy đạo tu chân thiệt hại rất nặng nề, rốt cuộc dẫn đến hai phái dốc toàn bộ lực lượng, sau đó xảy ra cuộc chiến với Phương Tử Vũ ở trên hồ Bành Dương, cuối cùng là chuyện hai phái bị diệt. Ở một trận chiến này, Phương Tử Vũ cũng không chiếm được bao nhiêu thuận lợi. Trong lúc nguy cấp, yêu hồ chân thân tái hiện, liều mạng lưỡng bại câu thương, một lần mới diệt được hai phái. Đáng tiếc, hắn xót xa phát hiện hai phái này không phải người mà bản thân muốn tìm. Truy binh còn đuổi ở phía sau không bỏ, hắn căn bản là không có thời gian tĩnh dưỡng cho tốt, chỉ có thể vừa trốn vừa dưỡng thương. Mãi đến khi qua hơn nửa tháng mới có năng lực tái chiến. Sau đó ma quân Lệ Dương tìm đến tận nơi. May mắn Lệ Dương trời sinh tính tình cao ngạo, lại tràn đầy tự tin, khi tìm đến chỉ là một thân một mình. Trong trận chiến này, Phương Tử Vũ không có biến thân, cũng thiếu chút nữa phải chết ở trên tay Lệ Dương. May là cuối cùng bằng vào một chút vận khí, lại thêm quyết tâm liều mạng, hơn nữa tiên khí trong cơ thể bùng nổ đúng lúc, lúc này mới thành công giết chết Lệ Dương. Sau trận này, Phương Tử Vũ vì dưỡng thương đã trốn gần một tháng. Sau trận chiến này, Phương Tử Vũ phát hiện sự quan trọng của tiên khí. Để có thể thành công khống chế thanh đao trong cơ thể kia, Phương Tử Vũ sau khi thương thế lành lập tức tìm đến khoái đao môn nổi tiếng với luyện khí và tu đao. Bởi vì trong khoái đao môn phần lớn cao thủ đều đi đuổi giết hắn, cho nên trong môn chỉ còn lại một ít đệ tử tu vi thấp kém. Phương Tử Vũ rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt toàn bộ khoái đao môn, chỉ là ở trên tay mấy vị lão giả trong môn thoáng có chút trở ngại. Sau khi diệt khoái đao môn, bên trong có bí tịch quý giá, pháp môn luyện khí và một ít tài liệu chân quý. Danh đao trong khoái đao môn tất cả đều rơi vào trong tay thiên địa càn khôn giới của hắn. Sau khi Phương Tử Vũ vơ vét tất cả rời đi, những người đuổi theo bị lường gạt, đuổi theo các đường khác quay lại, lúc này mới vội vàng chạy tới. Giờ đây mới có một màn chấn động tu chân giới. Phương Tử Vũ sau khi rời khỏi khoái đao môn, vừa trốn tránh khắp nơi, vừa xem qua những bí tịch đoạt được kia. Trong bí tịch tuy rằng không có nói qua thanh trường đao kỳ quái trong cơ thể hắn, nhưng cũng có phương pháp tu luyện khống chế tiên khí. Loại tiên khí này trên cơ bản đều là tu luyện tốt có thể trực tiếp khống chế.
Loại tiên khí giống như của Phương Tử Vũ có thể hộ chủ nhưng không thể khống chế. Trên sách cũng có nói sơ lược, mặt trên nói người viết sách cũng rõ ràng đây là đạo lý gì, có khả năng tiên khí quá mức cường đại, chủ nhân còn không khống chế được cũng có thể là nguyên nhân khác. Bởi vì mấy trăm năm trước, trưởng môn đời thứ ba của khoái đao môn cũng từng thu được một kiện tiên khí kỳ quái như vậy. Cho nên, ở trong trang sách có ghi lại, đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính khống chế tiên khí. Một kiện kia cùng loại với một kiện tiên khí tụ chân khải giáp trong khoái đao môn, không ai có thể tu luyện. Cho nên, một mực bị bí mật cất giấu đến nay, người biết rất ít. Phương Tử Vũ cũng là bởi vì trên người hắn có hai kiện tiên khí pháp bảo đặc biệt nên mới có chút cảm giác được vị trí cất giấu kia của hai kiện tiên khí. Không nghĩ tới địa phương cất giấu tiên khí kia bị hạ mấy tầng cấm chế. Phương Tử Vũ lấy lực phá xảo, mất thật lớn sức lực mới đoạt tới tay, bây giờ đang nằm ở trong thiên địa càn khôn giới nơi tay. Trên sách tuy nói rằng đối với loại tiên khí kỳ quái này cũng không biết thế nào, chẳng qua trưởng môn đời thứ ba của khoái đao môn đưa ra một loại ý tưởng lớn mật. Loại tiên khí này nếu có thể tự động hộ chủ, như vậy chỉ có không ngừng tu luyện trong sinh tử mới có thể tìm ra phương pháp khống chế hắn. Đáng tiếc trưởng môn đời thứ ba năm đó tìm kiếm tà ma ngoại đạo khắp nơi tới thí nghiệm ý nghĩa của mình, thế nhưng hắn gặp được đều chỉ là đệ tử cấp thấp, không gặp phải nguy hiểm gì hay là không dễ dàng giải quyết, mà loại nhân vật giống như ma quân kia tất cả đều ẩn thế không ra. Trưởng môn đời thứ ba cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực mà chết. Có được gợi ý này, Phương Tử Vũ lúc này mới phát sinh chuyện phản tập sát phía sau, một thân một mình quay lại đối kháng gần nghìn chư binh. Ở trong lúc nguy cấp, tiên khí còn chưa xuất hiện, yêu hồ chân thân ngược lại đã tái hiện. Chẳng qua những chư binh này nhân số rất nhiều, hơn nữa trong đó không hiếm người tu vi cao thâm. Ngay khi cả yêu hồ chân thân của Phương Tử Vũ cũng sắp không chịu nổi thì tiên khí lại bạo phát lần thứ hai. Lúc này đây, tiên khí không bạo phát trong cơ thể mà lại xuất hiện ở trong tay, giống như tại 18 tầng địa ngục. Yêu hồ chân thân lại thêm tiên khí, uy lực như vậy quả thực không thể chống lại. Tu chân giả hơn nửa đều là chết thảm bởi tiên khí. Lúc này Phương Tử Vũ mới phát hiện, thì ra sau khi biến thân thành yêu hồ, tiên khí mới có thể xuất thể. Xem ra trên sách nói không sai, muốn khống chế được tiên khí này cần phải có pháp lực cường đại. Bởi vì sau khi Phương Tử Vũ biến thân, thực lực tăng lên mấy lần so với bình thường, lúc này mới có thể khống chế tiên khí. Trận chiến này lại phải dưỡng thương mất gần một tháng. May mà chịu sự chấn nhiếp của Phương Tử Vũ, chư binh rõ ràng đã giảm rất nhiều. Hắn cũng không thể trốn chật vật như thế. Hơn nữa khi hắn trọng thương lại gặp được một ít tu chân giả ở ngoài. Kết quả những tu chân giả này vừa nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ cướp đường chạy như điên. Dưỡng thương không lâu, Dương Tử Vũ lại không may gặp phải một tán tiên. Thực lực của tán tiên quả thực biến thái. Phương Tử Vũ xa xa không phải đối thủ của hắn. Hai người một đường vừa đánh vừa chạy tới đỉnh Thiên Sơn. Ngay khi Phương Tử Vũ không cầm cự được thì tán tiên kia đột nhiên dừng tay. Nó là chỉ cần giao ra thần thạch thì tha hắn một mạng. Thì ra tán tiên này vì thần thạch mà đến. Chẳng trách lúc trước có bao nhiêu cơ hội hạ thủ giết hắn lại đều bỏ qua. Phương Tử Vũ cự tuyệt tại chỗ. Tán tiên tức giận muốn xuất thủ giết chết hắn. Lúc này đột nhiên có một tán tiên tới. Hai tán tiên không nói một lời lập tức động thủ. Trên Thiên Sơn, một ngọn núi bị săn bằng băng vạn năm bị công lực cường đại hòa tan đều đến từ tay của hai tên tán tiên này. Mà người không biết lại hiểu lầm đem những công lao này áp đặt ở trên người Phương Tử Vũ, càng phủ thêm một tầng hào quang thần bí lên người hắn. Tán tiên đến trước cuối cùng không địch lại, đành phải hậm hực rời đi. Phương Tử Vũ rốt cuộc hiểu được thực lực biến thái của tán tiên kia mạnh mẽ như thế nào. Tán tiên đến sau tuy rằng cũng bị thương, nhưng muốn giết Phương Tử Vũ, một người bị thương nặng, lại vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hắn lại không xuất thủ với Phương Tử Vũ, chỉ mỉm cười gật đầu với hắn rồi tung người rời đi. Mặc dù không rõ vì sao tán tiên kia lại bỏ qua cho mình, chẳng qua giữ lại một mạng dù sao cũng là chuyện tốt. Phương Tử Vũ cuối cùng thừa dịp trước khi người của các môn phái chưa tới cũng từng bước một rời khỏi Thiên Sơn. Phương Tử Vũ chậm rãi bước đi không mục đích. Hắn không biết bản thân đang đi về hướng nào, cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết một đường không ngừng đi về phía trước. Nơi này dường như là một sa mạc, không có tuyết phủ vạn năm như trên Thiên Sơn, cũng không có màu xanh mượt nhìn không thấy bờ như thảo nguyên,
có chăng chỉ là cát vàng mênh mông. Mặt trời chói chang tựa như lò lửa cực lớn treo giữa không trung, đem nước trong cơ thể người từng chút bốc hơi. Nếu không phải có tu vi cao thâm, Phương Tử Vũ đã sớm chống đỡ không nổi. Hắn tuy rằng đã tích tốc, song tích tốc cũng không có nghĩa là không cần uống nước. Trong cơ thể con người có 2/3 là nước tạo thành, không có nước cho dù là thần tiên cũng sống không nổi. Thêm vào đó, hắn vốn bị trọng thương dưới tay tên tán tiên nọ, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị truy binh phía sau bức cho tiến vào sa mạc mênh mông này. Nóng bức khiến cho thương thế của hắn càng thêm nặng, hiện tại cũng chỉ dựa vào một hơi thở cuối cùng mà đau khổ chịu đựng. Sau khi tiến vào sa mạc, Phương Tử Vũ đã đi suốt 10 ngày không ăn không uống. Bằng vào ý chí kinh người được ma luyện từ trong 18 tầng địa ngục mới có thể chống đỡ được đến lúc này. Truy binh phía sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng từ vài ngày trước. Khí hậu trong sa mạc rất kỳ lạ, ban ngày nắng chói chang đem người ta giày xéo đốt khô, đến tối lại là gió lạnh thấu xương. Cái nóng bức của ban ngày đã sớm biến mất, chỉ có thể còn co do thành một đống chịu đựng gió lạnh và cô độc. Trải qua hơn 10 ngày không ăn không uống, bị mặt trời không ngừng thiêu đốt, đôi môi của Phương Tử Vũ đã nhìn thấy vết nứt. Hiện tại hắn đã thiếu nước nghiêm trọng. Nếu trong vòng vài ngày tới không tìm được nguồn nước, dù tu chân giả không ra tay, hắn sẽ tự khắc chết ở nơi đất khách quê người này. Bước chân đã thấy vô lực, Phương Tử Vũ cuối cùng mỗi khi bước lên một hai bước thì lại loạng choạng như muốn ngã. Cho dù là hắn, kẻ có công lực cao thâm như vậy cũng không thể nào đấu lại với trời. Tai họa tự nhiên so với con người càng thêm đáng sợ. Phía trước thấp thoáng xuất hiện một ngọn núi, thoạt nhìn còn tưởng rằng đó chỉ là một bàn tay cực lớn. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một ngọn núi, chỉ là rất giống một bàn tay năm ngón sừng sững chống trời. Phương Tử Vũ lắc lắc đầu, nắng nóng gay gắt đã khiến cho hắn toàn thân vô lực. Có lẽ vào trong núi kia tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi một lát cũng không tồi. Ngay lập tức hắn từng bước chậm chậm đi về phía ngọn núi. Mặt trời trên không trung dường như biến thành hai cái. Ý thức của Phương Tử Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn đã quên mất bản thân phải đi đến nơi nào, trong đầu chỉ nhớ một điều, phải đi thẳng về phía trước. Đột nhiên trước mắt Phương Tử Vũ tối sầm, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, dường như hắn mơ hồ nghe được một thanh âm rất quái dị. Hey, muốn chết cũng đừng chết ở nơi này. Ngươi muốn thối chết ông... Có người sao? Hay là ảo giác của ta? Đó là ý niệm cuối cùng trong đầu Phương Tử Vũ. Trong mơ mơ màng màng, một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, tựa như được mẹ ôm ấp che chở trong lòng ngực. Ấm áp khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm quái dị khi nãy. Ý, tại sao lại như vậy? Thật sự có người sao? Vừa mới tỉnh lại, Phương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn. Loại đau đớn này so với địa ngục thắt eo trong 18 tầng địa ngục còn đau đớn hơn. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, một lần nữa hắn lại hôn mê đi. Không biết đã trải qua bao lâu, đôi mắt của Phương Tử Vũ chậm rãi mở ra. Đầu tiên đập vào mắt nó là hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời tối đen. Mà cái ý niệm đầu tiên của Phương Tử Vũ lại là: ta chết rồi sao? Đúng lúc này thanh âm quái dị nọ lại vang lên bên tai. Ê, yêu quái! Phương Tử Vũ chậm rậm quay đầu, phát hiện ra bên cạnh nó có một con khỉ bị ép trong núi. Con khỉ này chỉ có một cái đầu và một cái tay lộ ra bên ngoài. Các bộ phận còn lại tất cả đều ở trong lòng núi. Mà nơi Phương Tử Vũ đổ xuống lúc hôn mê lại vừa khéo nằm trong tầm với của con khỉ này. Trong mơ hồ lại tựa như ý trời, hai món đồ chơi do thần tạo ra ở trong hoàn cảnh kỳ quái này tình cờ gặp nhau. Phương Tử Vũ khẽ cử động ngón tay, phát hiện ra bản thân đã khôi phục được một chút khí lực. Lại quan sát đầu hầu tử nọ, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là yêu quái trong truyền thuyết hay chỉ là một con khỉ? Bất giác hỏi: Ngươi đang gọi ta sao? Hầu tử tức giận nói: phí lời, nơi đây chỉ có ta và ngươi, ta không gọi ngươi thì còn gọi ai đây? Là ngươi đã cứu ta. Hầu tử ngoảnh đầu đi khinh thường nói: ai cứu ngươi? Ta chỉ đánh thức ngươi thôi, để ngươi chết xa một chút, đừng chết ở bên cạnh lão tôn ta, sẽ thối chết ta. Phương Tử Vũ chậm rãi ngồi xuống, hoạt động cánh tay, phát hiện ra ba đạo chân khí trong cơ thể mặc dù còn mỏng manh nhưng đang chậm rãi tăng lên. Hướng hầu tử khẽ nói: cảm ơn, ta hẳn là sẽ không chết nữa. Hầu tử tức giận liếc mắt nhìn hắn nói: thể chất của ngươi thật là kỳ quái, trong cơ thể lại có thể có ba loại chân khí thuộc tính khác nhau,
còn có 3 kiện thần khí hộ thể. Thần khí ư? Phương Tử Vũ sừng sốt nói. Thần khí nào? Lần này lại đến hầu tử sừng sốt. Ngươi lại không biết bản thân có 3 kiện thần khí ư? Chính là khối ngọc trước ngực ngươi, mai nhẫn giới chỉ trên tay ngươi và thanh trường đao trong tử phủ của ngươi. Phương Tử Vũ a một tiếng nhảy dựng lên, khó tin hô. Ngươi nói chúng nó đều là thần khí? Vừa nói xong, hắn lại cảm thấy một trận choáng váng, hai chân mềm nhũn một lần nữa ngã trên mặt đất. Hầu tử gãi gãi đầu nói. Đúng là một tên tiểu tử quái gở mà. À không đúng, là yêu quái rất kỳ lạ. Dưới con mắt hỏa nhãn kim tinh của ta, không một tên yêu quái nào có thể chạy thoát nguyên hình. Lão tôn ta lại nhìn không thấu tên gia hỏa nhà ngươi ư? Đợi đến khi kiểm tra thân thể của ngươi mới biết ngươi hóa ra là đầu hồ ly yêu quái. Ấy, cũng không đúng, có một nửa là hồ ly, có một nửa là người. Rốt cuộc điều này là thế nào đây? Ngừng lại một lát, hầu tử lại nói. Ngươi bình thường là hình dạng con người, chỉ có điều khi ba cỗ chân khí dung hợp lại có thể hiện qua chân thân yêu quái. Ngươi quả thật là rất kỳ quái à, khi yêu quái biến thân thì không phải là như vậy. Phương Tử Vũ ngạc nhiên nói. Yêu quái biến thân thì phải như thế nào? Yêu quái tu luyện chính là nội đan, muốn biến thân thì chỉ cần lấy nội đan ra, biến đổi kết cấu thân thể là lập tức có thể hiện ra chân thân. Mà nhân loại tu luyện thì chính là nguyên anh. Tên nửa yêu nửa nhân nhà ngươi thì lại là loại khác à? Lại có thể cùng một loại với lão tôn ta là hỗn độn chi khí. Cùng một loại với ngươi ư? Phương Tử Vũ vừa mừng vừa sợ nói. Ngươi nói là phương pháp tu luyện của ta và ngươi là cùng một loại sao? Cũng không khác biệt, nhưng cũng có chút bất đồng à. Ta từ khi bắt đầu tu luyện đã xuất ra hỗn độn chi khí, mà ngươi dường như là tu hai loại chân khí bài xích lẫn nhau. Sau đó lại tự nhiên có được một viên nội đan hỏa thuộc tính, bởi vậy mà sinh ra biến dị. Này tiểu tử, rốt cuộc là ngươi làm thế nào mà có được phương pháp tu luyện kỳ quái như vậy? Phương Tử Vũ lập tức đem toàn bộ câu chuyện của mình từ đầu đến cuối kể cho hầu tử đó nghe. Cũng không biết vì sao hắn đối với con khỉ này tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết vô cùng. Có một loại xúc động rất muốn kể khổ với nó. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Phương Tử Vũ tuyệt đối không có khả năng này. Cho nên Phương Tử Vũ bình thường nói chuyện căn bản là không quá nhiều. Vào lúc này đây, lời được nói ra bình thường đều nhiều hơn rất nhiều. Hoặc là đây là một dạng ký gửi linh hồn. Điều này hết thảy đều bởi do hầu tử này mang đến cho hắn một loại cảm giác vô danh, thoải mái, tựa như được rúc đầu và lòng vú nuôi được vỗ về an ủi vậy. Nghe xong câu chuyện của Phương Tử Vũ, hầu tử gật đầu nói. Thì ra là thế, chẳng trách được trên người ngươi lại có sát khí nặng đến như vậy. Chỉ là thật không có nghĩ đến ngươi lại dám đi xuống đại lão âm tào địa phủ a. Điểm này thật hợp với tính cách của lão tôn ta. Nhớ năm đó lão tôn ta không chỉ đại náo địa phủ, còn đem sinh tử mạc của Diêm Vương phá hủy đi. Phương Tử Vũ lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Âm tào địa phủ là địa phương nào? Đương nhiên là nó biết. Hắn dưới sự giúp đỡ của tiên khí, ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng đánh không thắng, càng không nói đến thập điện Diêm Vương tu vi không vết sâu cạn. Thấy Phương Tử Vũ lộ vẻ không tin như vậy, hầu tử không khỏi tức giận nói. Tiểu yêu quái, ngươi biết ta là ai không? Phương Tử Vũ lắc lắc đầu. Ta chính là kẻ năm đó đại náo Đông Hải, lấy đi Đông Hải thần châm, đại náo thiên cung, độc đấu 10 vạn thiên binh thiên tướng, ăn vụng tiên đan của thái thượng lão quân, hái sạch vườn đào của vương mẫu, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Phương Tử Vũ hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này, lại một lần nữa lắc đầu. Tôn Ngộ Không chán nản, cuối cùng thở dài nói. Bỏ đi, không ngờ lão tôn ta bị lò bắt quái của lão thượng thái quân thiêu không chết, bị thiên nô đánh không chết, bị ngũ chỉ sơn của Như Lai đè không chết, không ngờ bây giờ lại bị tên yêu quái nhà ngươi làm cho tức chết à. Ngũ chỉ sơn ư? Phương Tử Vũ chỉ vào ngọn núi lớn đang đè trên người Tôn Ngộ Không hỏi. Ngọn núi này gọi là ngũ chỉ sơn sao? Nếu ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị đè ở chỗ này? Tôn Ngộ Không nổi giận chửi. Còn không phải là cái tên Như Lai tiểu nhân âm hiểm đó sao? Như Lai Phật Tổ ư? Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Chính là lão. Ngày đó ta đại náo thiên cung, trên thiên đình không kẻ nào là đối thủ của ta. Không nghĩ đến tiên đế đê tiện lại đi mời Như Lai đến, mà cái tên Như Lai này lại càng đê tiện hơn, dùng thủ đoạn đem ta đè dưới ngũ chỉ sơn này. Đã như vậy suốt 500 năm rồi. 500 năm? Phương Tử Vũ hô lên. Người đã ở đây suốt 500 năm rồi ư?
Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ gật đầu nói: ngọn núi này bị Như Lai đích thân hạ cấm chế, ta không thể thoát thân ra được. Nhưng Quan Âm Bồ Tát từng đích thân tới đây nói với ta, chỉ cần đợi đến khi có Phật môn cao nhân đi qua đây, hơn nữa ta đáp ứng hộ tống người đó đi đến Tây Thiên lấy kinh, vậy thì có thể rời khỏi Ngũ Chỉ Sơn này. Phật môn cao nhân đó ở đâu? Tôn Ngộ Không lắc đầu buồn bực nói: ta cũng không biết, ta đợi ở đây suốt 500 năm rồi, 500 năm nay ngươi là kẻ đầu tiên đi đến nơi đây. Chỉ có điều ngươi là nửa người nửa yêu, tuyệt không có khả năng là người của Phật môn. Phương Tử Vũ gật đầu, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đó hỏi: ngươi có biết ta phải làm thế nào mới có thể khống chế được mấy kiện tiên thần khí này và tùy ý biến thân không? Tôn Ngộ Không gật đầu nói: những điều này đều rất đơn giản thôi. Phương Tử Vũ mừng rỡ nói: làm thế nào vậy? Tôn Ngộ Không bộ dáng lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái nói: vì sao ta phải nói cho ngươi? Phương Tử Vũ sừng sốt suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên vung tay lên, bịch bịch liên tiếp vài tiếng vang lên, một đống lớn bí tịch, pháp khí và linh đan diệu dược từ trong hư không giới rơi ra. Hắn chỉ tay vào đống đồ vật lớn này nói: nếu ngươi bằng lòng nói cho ta biết, những đồ vật này đều là của ngươi. Tôn Ngộ Không liếc qua đám đồ vật đang nằm trên mặt đất nói: tất cả đều là một đống rác rưởi Lại nhìn về một kiện nội giáp trên đất, bĩu môi nói: cũng chỉ có cái này mới được gọi là cực phẩm tiên khí. Phương Tử Vũ vội vàng cầm lấy kiện khải giáp đó đem đến trước mặt Tôn Ngộ Không nói: vậy kiện khải giáp này nếu không được, thần khí giới chỉ trên tay ta cũng cho ngươi, nhưng ngọc thạch trên cổ ta không thể cho ngươi. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói: vì học chút bản lĩnh đó mà ngươi cứ như vậy bỏ đi sao? Giới chỉ này không phải là thần khí bình thường, nếu ta không nhìn lầm thì thanh trường đao trong cơ thể ngươi cùng với Như Ý Kim Cô Bổng của ta thuộc cùng một loại phẩm chất, cực phẩm thần khí Đồ vật có thể chấn áp cực phẩm thần khí, khẳng định phẩm chất cũng sẽ không thấp hơn đâu. Phương Tử Vũ cắn răng kiên quyết nói: chỉ cần có thể báo thù, cái gì ta cũng có thể buông tha. Tôn Ngộ Không nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói: ngươi thu lại cả đi. Phương Tử Vũ vội vàng hô lên: ngươi không muốn sao? Thu lại đi, ta có thể dạy cho ngươi, chỉ có điều ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Phương Tử Vũ vui mừng gật đầu nói: mặc kệ là chuyện gì, ta nhất định sẽ hoàn thành. Tôn Ngộ Không cười nói: ta ở nơi này đã 500 năm, mỗi ngày không phải đối mặt với cục đá thì cũng là hạt cát. Bây giờ có ngươi tiếp ta nói chuyện cũng là chuyện tốt rồi. Chỉ là ngươi phải đáp ứng với ta, sau khi ngươi trở về phải giúp ta tìm vị Phật môn cao tăng mà Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói. Phương Tử Vũ gật gật đầu: nhất định, tên người đó là gì? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Phương Tử Vũ lại hỏi tiếp: người đó có đặc điểm gì? Lại lắc đầu, Tôn Ngộ Không thở dài nói: Bồ Tát chỉ nói có duyên sẽ gặp được, ta đã đợi phần duyên này 500 năm rồi, không muốn tiếp tục đợi nữa, đành nhìn vào duyên phận xưa ngươi và hắn đi. Nếu có duyên, ngươi tự nhiên có thể gặp được người đó. Phương Tử Vũ gật đầu nói: được, chỉ cần ta có thể gặp được kẻ đó, nhất định mang hắn đến tìm ngươi. Tôn Ngộ Không cười, chỉ vào đống đồ vật lớn trên mặt đất nói: những cái đó ngươi đều thu lại cả đi, đám đồ vật này đều vô dụng những kiện khải giáp kia lại là một kiện phòng ngự tốt, thuận tiện ta cũng dạy ngươi làm thế nào đem nó luyện hóa. Chỉ cần ngươi có thể thành công sử dụng 3 kiện thần khí trên người thêm vào kiện khải giáp bảo mệnh này nữa, ở nhất thế hoành hành thì không có vấn đề gì. Ồ, ta nói cái kiện khải giáp này tại sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Hóa ra là Thiên Quân Chiến Khải của tên tiểu tử Nhị Lang Thần. Thiên Quân Chiến Khải, Nhị Lang Thần? Tôn Ngộ Không đắc ý cười nói: Nhị Lang Thần là hình thiên ti trưởng quản giới luật trên thiên đình, kiện khải giáp này chính là Thiên Quân Chiến Khải mà hắn vẫn mặc, lực phòng ngự quả thực là không tệ Nhớ năm đó ta phải mất rất nhiều lực mới có thể đánh vỡ khải giáp này, chắc là sau này hắn giao cho Quyển Liêm tướng quân, kẻ nổi tiếng chuyên tu pháp bảo trên thiên đình sửa chữa, tại sao lại lưu lạc xuống nhân gian, ta thật sự là không hiểu. Tôn Ngộ Không mặc dù nói ra nhẹ nhàng, nhưng Phương Tử Vũ nghe xong trợn mắt há mồm. Đánh bại hình thiên ti trưởng quản giới luật trên thiên đình sao? Đó là cái khái niệm gì đây? Đối với công việc của thiên đình, Phương Tử Vũ không nhiều cũng biết được một điểm. Dường như hình thiên ti là người có 3 con mắt, gọi là Dương Tiễn, nghe nói là thiên giới đệ nhất cao thủ. Tôn Ngộ Không lại có thể đánh bại đệ nhất cao thủ của thiên giới ư? Tu vi của kẻ này rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi?
Phương Tử Vũ cảm thấy con đường phía trước của mình đang mờ mịt, đột nhiên sáng bừng lên. Thời gian từng ngày trôi qua, trên mặt đất mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, mỗi ngày đều có người chết đi, cũng có người được sinh ra. Những kẻ chết đi sẽ chẳng được bao nhiêu người nhớ rõ, mà những người được sinh ra cũng không có quá nhiều người sẽ vui mừng. Đây là dòng chảy lớn của lịch sử, mỗi một người đều được chú định sẽ bị lãng quên trong lịch sử. Phương Tử Vũ đã rời khỏi Đông Hải suốt 4 năm, ngoại trừ nửa năm đầu tiên còn có tin tức không ngừng truyền ra. Phương Tử Vũ ở Thiên Sơn cùng với Tán Tiên đánh nhau một trận, sau đó bị buộc trốn vào trong sa mạc, từ đó không còn tin tức gì nữa. Vô luận là Từ Ngạo Thiên hay Lý Thế Dân hay tu chân giới phái ra bao nhiêu người đi nữa, thủy chung vẫn không tìm thấy Phương Tử Vũ. Vì thế mọi người đều tin rằng Phương Tử Vũ đã chết, chết trong sa mạc mênh mông, ngay cả xương cốt đều tìm không thấy. Đối với việc tìm Phương Tử Vũ không có tin tức, có kẻ vui đương nhiên cũng có người buồn. Từ Ngạo Thiên đem nỗi nhớ đối với Phương Tử Vũ biến thành một bụng lửa giận, không ngừng đánh chiếm từng thành một. Trong 4 năm thời gian ngắn ngủi, lấy Giang Đô làm khởi điểm, một đường không ngừng tiến xuống phía nam, phá quan chạm tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Về phương diện khác, Đường Tần Vương, Lý Thế Dân dẫn quân tấn công Trịnh Đế Vương Thế Sung ở Lạc Dương. Đậu Kiến Đức lo lắng Đường diệt Trịnh xong sẽ gây nguy hiểm cho mình, vì thế tháng 3 năm thứ 4 Đường Vũ Đức đáp lại lời thỉnh cầu của Vương Thế Sung, dẫn hơn 10 vạn quân tiếp viện cho Lạc Dương, bị quân Lý Thế Dân ngăn trở vây chặt ở mặt đông. Đậu Kiến Đức không tiếp thu đề nghị của bộ hạ, quay sang tấn công Hà Đông, uy hiếp Quan Trung. Vào tháng 5 chiến bại, bị bắt, sau đó bị giết chết. Tháng 7 cùng năm đó, một tên tướng dưới tay của Đậu Kiến Đức là Lưu Hắc Thát ở Trương Nam cử binh tái khởi, liên tiếp đánh thắng Đường quân trong tay người con thứ ba Lý Đường, Lý Nguyên Cát. Trong nửa năm thời gian, tận lực khôi phục lại vùng đất trước đây vốn do Đậu Kiến Đức chiếm giữ. Tháng 3 năm thứ 5, bị Lý Thế Dân đánh bại, chạy sang Đột Quyết. Không lâu sau, lại dẫn theo quân Đột Quyết xuống phía nam, một lần nữa chiếm lấy vùng đất cũ Hà Bắc. Tháng 6 năm thứ 6, Lưu Hắc Thát binh bại, bị thuộc hạ bắt đưa đến Đường quân mà bị giết. Tháng 8 năm thứ 6, phụ công Thác ở Đan Dương khởi binh phản Đường. Tháng 2 năm thứ 7, Đỗ Phục Uy đột tử ở Trường An. Tháng 3, Đường quân bức bách Đan Dương, phụ công Thác thua chết. Đến tận lúc này, Lý Đường rốt cuộc trở thành vương triều có hy vọng nhất thống nhất thiên hạ. Ngoại trừ phương Bắc Đột Quyết như Hổ Đói rình mồi, Cao Ly đám ngoại tộc, còn lại vài ba nghĩa quân linh tinh đã không thể trở thành chướng ngại trên con đường thống nhất thiên hạ của Lý Đường. Nhưng Lý Thế Dân vẫn như trước vô cùng lo lắng, nguồn gốc chính là Từ Ngạo Thiên chiếm giữ ở phương Nam. Từ Ngạo Thiên túc trí đa mưu, chiến đấu gan dạ, dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng người. Mỗi khi có chiến sự, hắn bao giờ cũng xung phong đi đầu, là người đầu tiên xông vào trận doanh quân địch, cũng là kẻ cuối cùng lùi ra. Thêm vào đó là chiến thuật bất ngờ, ngoài dự đoán của hắn, cho dù là thiên tài quân sự, Lý Thế Dân cũng phải lo lắng. Hình tượng vô địch của Từ Ngạo Thiên đã sớm ăn sâu vào lòng dân chúng. Bất luận là binh sĩ hay là bách tính, trong lòng bọn họ, Từ Ngạo Thiên vĩnh viễn không thể chiến bại. Đường Thái Tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát từng bất chấp sự phản đối quyết liệt của Lý Thế Dân, từng tập hợp đại quân mấy lần tấn công thế lực của Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên căn bản là không đem hai người này để ở trong lòng, chỉ bổ nhiệm cho Lý Phong và Lãnh Vô Tâm hai người hợp tác. Lấy Bành, Lương hai thành tạo thành thế gọng kìm, khiến cho Đường quân ba lần thất bại thảm hại. Ở lần thứ tư, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát rút ra được bài học, phân một đường chặt đứt viện quân từ Bành Thành, một đường khác toàn lực tấn công Lương Thành. Chiến sự nhất thời căng thẳng. Từ Ngạo Thiên sau khi nhận được tin tức chỉ mang theo vài trăm thiết huyết kỵ, không ngủ không nghỉ một đường chạy đến. Một tràng chiến đấu này đánh đến kinh tâm động phách. Từ Ngạo Thiên chỉ bằng vài trăm người mạnh mẽ phá tan vòng vây của vài vạn đại quân, xông vào doanh trại chủ tướng của Lý Kiến Thành, đánh cho Lý Kiến Thành mũ rơi, giáp rụng, cuối cùng lấy mạng của vài tên tu chân giả thực lực cao siêu ngăn trở mới có thể bảo trụ được một cái mạng của hắn. Sau trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ, tất cả mọi người đều chỉ biết ngày đó Phương Tử Vũ có thể độc đấu vài vạn đại quân, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện thêm một Từ Ngạo Thiên ở trong trăm vạn đại quân, lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi. Lý Thế Dân mặc dù vui vẻ nhìn Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát ăn 4 lần thua trận, đồng thời cũng vì chuyện của Từ Ngạo Thiên mà lo lắng,
bởi vì từ ngạo thiên sau này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường thống nhất thiên hạ của hắn. Một trận chiến này khiến cho Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mặt xám mày cho, trở về Trường An. Từ đó về sau, không còn dám đề xuất phải tấn công từ ngạo thiên nữa. Không còn cách nào khác, đường hoàng đế Lý Uyên chỉ đành một lần nữa phái xuất Lý Thế Dân, kẻ sớm bị ông ta thu hồi binh quyền. Tần Vương lại một lần nữa nắm ấn soái một đường xuôi nam. Hai ngôi sao sáng, hai nhân vật anh hùng rốt cuộc một lần nữa lại gặp nhau trên chiến trường. Từ Ngạo Thiên dẫn đại quân cùng Lý Thế Dân triển khai hơn 5 trận chiến, cả lớn cả nhỏ. Đáng tiếc, mỗi một trận chiến đấu đều có kết quả ngang tay, hai người bọn họ ai cũng không làm gì được nhau. Tình hình chiến đấu trở lên thành thế giằng co. Tiếng gõ cửa vang lên, Từ Ngạo Thiên đang đả tọa tu luyện khẽ mở mắt nói: "Lăng Nguyệt, có chuyện gì vậy?" Lăng Nguyệt ở bên ngoài nói vọng vào: "Từ đại ca, Lý đại ca và Lãnh đại ca đã để cho muội đến đó cho huynh, Tần Vương đã đến đây, đang chờ ngoài phòng lớn." Từ Ngạo Thiên từ trên giường nhảy xuống, mở cửa nhìn Lăng Nguyệt cười nói: "Đến lúc rồi." Trải qua ma luyện từ vô số trận chiến trên chiến trường, Từ Ngạo Thiên đã không còn tính trẻ con như trước đây, lưu lại ở trên mặt chỉ còn chín chắn vàng chứng chạc của năm tháng. Thêm vào đó, hắn không ngừng trải qua chiến đấu sinh tử và lo lắng cho Phương Tử Vũ mà tu luyện không ngủ không nghỉ. Từ Ngạo Thiên hôm nay và Phương Tử Vũ giống nhau, đột phá giới hạn của tu chân giới, đi trên một con đường tu chân chưa ai biết đến. Vào lúc đánh giết Lý Kiến Thành, ba tên hợp thể kỳ cao thủ ở bên người Kiến Thành liên thủ bị hắn chém giết ngay tại trận. Từ điều này có thể thấy được, Từ Ngạo Thiên đã bước vào cảnh giới đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân khiếp sợ của toàn bộ tu chân giới sau khi thu được tin tức này. Mỗi một môn phái đều âm thầm suy đoán, hay là Ngọc Hư Cung đã nắm được đường tắt nào đó trong tu luyện. Nếu không, vì sao nối tiếp Phương Tử Vũ lại xuất hiện thêm một Từ Ngạo Thiên quái thai như vậy? Tu chân hơn 10 năm lại có thể đạt đến cảnh giới mà người khác phải mất trăm năm, hơn nữa còn cần phải có cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt được. Lăng Nguyệt nhìn khuôn mặt điềm đạm lại chín chắn trước mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Từ sau khi gặp gỡ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Lăng Nguyệt vẫn một mực ở bên cạnh Từ Ngạo Thiên đã gần được 10 năm. Nếu nói nàng không có cảm giác, đối với Từ Ngạo Thiên là gạt người. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện ra khuôn mặt lạnh như băng đó. Một cái điềm đạm, một cái băng lãnh, nàng thủy chung cảm thấy hoang mang. Từ Ngạo Thiên nhìn Lăng Nguyệt cười hỏi: "Làm sao vậy, có tâm sự ư?" Lăng Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Không có gì, Từ đại ca vẫn không có tin tức của huynh ấy sao?" Khi nghe đến từ huynh ấy, Từ Ngạo Thiên từ từ thu lại vẻ cười, lộ ra một tia lo lắng. "Không có, hơn 4 năm nay ta vẫn một mực không ngừng tìm kiếm tin tức của đệ ấy, nhưng thủy chung vẫn chẳng có tin tức của đệ ấy." Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Không có quan hệ, chỉ cần Tần Vương đồng ý đáp ứng yêu cầu của chúng ta lập tức có thể buông xuống tất cả đi tìm huynh ấy rồi." Trên mặt Từ Ngạo Thiên lộ ra một chút chờ mong. "Đúng vậy, hy vọng Lý Thế Dân đừng để cho ta thất vọng, nếu không ta thật không biết phải làm sao đây." Ngừng lại một lát lại nói: "Đi thôi, đừng để hắn đợi lâu." Nhìn theo bóng lưng của Từ Ngạo Thiên đi xa dần, Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi theo sau hắn. Một lát sau: "Đã để Tần Vương đợi lâu rồi." Một giọng cười hào sảng vang lên. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đang ngồi ở một bên tiếp chuyện Lý Thế Dân cùng với Phong Huyền Linh và đại nhất đại tướng của Lý Đường, Lý Tĩnh, đồng thời đứng dậy hướng về phía người mới đến cung kính cúi chào. Lý Thế Dân vội từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy, đi về phía Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói: "Minh Vương." Sau khi Từ Ngạo Thiên chiếm được Giang Đô, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của đám binh lính tướng sĩ dưới tay, không thể không xưng vương ở Giang Đô, lấy hiệu Minh Vương. Đồng thời sắc phong Vương Tử Vũ đã sớm mất đi tin tức là Nguyệt Vương. Đây là ý kiến được Lãnh Vô Tâm đưa ra. Minh đại biểu cho ngày, còn Nguyệt đại biểu cho đêm. Nhật Nguyệt tương giao, không rời không bỏ, cho nên Từ Ngạo Thiên cũng rất yêu thích. Lý Phong được phong là nguyên soái tam quân, Lãnh Vô Tâm làm tổng quân sư tam quân. Còn những tướng lĩnh khác cho đến những binh sĩ thấp nhất đều nhận được phong thưởng. Có thể nói sĩ khí đại trấn. Duy nhất chỉ có Thiết Huyết Kỵ là không thăng quan. Nhưng đối với thành viên của Thiết Huyết Kỵ thì điều đó căn bản là không đáng giá nhắc đến, bởi vì bọn họ vốn là thân vệ của Từ Ngạo Thiên. Hơn nữa, hình tượng chiến đấu gan dạ, dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng người.
mỗi một người đều lấy bản thân có thể gia nhập Thiết Huyết Kỵ làm kiêu hãnh. Mặc kệ là quân hay là dân, trong mắt của tất cả mọi người, Thiết Huyết Kỵ chính là tượng trưng của vô địch và cao quý. Từ Ngạo Thiên vươn tay ra cười nói: Tần Vương mời ngồi. Lý Thế Dân cũng không khách sáo, ngay sau đó ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên quan sát hắn tán thưởng nói: Tần Vương quả nhiên là gan lớn, chỉ mang theo 2 viên đại tướng lại dám tự mình đi vào trận địa của ta. Lý Thế Dân mỉm cười nói: Thế Dân tin tưởng Minh Vương tuyệt không phải là đám người hèn hạ đó. Từ Ngạo Thiên ha ha cười nói: Tần Vương thật sự là xem trọng ta rồi. Lý Thế Dân cười nói: Thế Dân cùng Minh Vương, Nguyệt Vương tương giao đã lâu, đáng tiếc thân ở hai phương trận địa, không thể nâng cốc vui vẻ. Hôm nay Thế Dân lấy trà thay rượu, kính Minh Vương một chén. Nói xong liền nâng chén trà trên bàn lên. Nghe đến cái danh xưng Nguyệt Vương, trên mặt Từ Ngạo Thiên rõ ràng hiện lên một tia tưởng nhớ. Bị đám người Lý Thế Dân bắt được, trong lòng mọi người cũng âm thầm thở dài. Từ Ngạo Thiên rất nhanh liền khôi phục lại, nâng chén trà lên cười nói: Được, chén trà này thay ta và Tử Vũ cùng nhau kính Tần Vương. Chén trà cùng nhau, mọi người đều uống một hơi cạn sạch. Từ Ngạo Thiên cười lớn nói: Sảng khoái. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mỉm cười nói: Không biết Minh Vương tìm Lý Thế Dân đến đây là có chuyện gì? Hẳn là không phải chỉ uống trà đơn giản như vậy đâu. Từ Ngạo Thiên cười lớn nói: Cùng Tần Vương nói chuyện luôn sảng khoái như vậy. Sau đó lại thở dài nói: Không giấu Tần Vương, ta phải đi rồi. Đi? Lý Thế Dân sửng sốt nói: Minh Vương muốn đi đâu? Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: Trở về, ta vốn là người của tu chân giới, nhập thế lần này phải trải qua 9 năm rưỡi khảo nghiệm ở thế tục. Hiện tại thời gian cũng sắp đến, trưởng bối trong môn phái không lâu nữa sẽ chuyển đến tin tức, lệnh cho ta buông bỏ hết tất cả công việc trong tay, nhất định phải quay về sơn môn. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm trên mặt lộ ra thần sắc ảm đạm, nhưng không nói gì, rõ ràng là sớm đã biết chuyện này. Lý Thế Dân kinh ngạc nói: Nhưng mà trong tay Minh Vương sao có thể nói bỏ là bỏ được? Từ Ngạo Thiên cười nói: Chính vì bỏ không được, cho nên trước khi ta rời đi, phải tìm một minh quân cho thuộc hạ và dân chúng của ta. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu của ta và Tử Vũ khi xây dựng thế lực, bởi vì chúng ta thủy chung là người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng phải rời đi. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, mãi một lúc sau mới nói: Không phải là Minh Vương đã nhìn chúng Thế Dân rồi chứ? Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Chính là ngươi. Ở bên cạnh, Lý Tĩnh và Phong Huyền Linh mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thế Dân cười nói: Thế Dân thay gia tộc đa tạ Minh Vương coi trọng. Từ Ngạo Thiên đưa tay ngăn lại nói: Không phải là ta coi trọng Lý gia các ngươi, mà chỉ coi trọng Tần Vương ngươi. Lý Thế Dân sửng sốt nói: Có gì khác biệt nhau? Từ Ngạo Thiên thở dài: Ta muốn ngươi làm hoàng đế, mà không phải là bất kỳ kẻ nào trong Lý gia. Lý Thế Dân kinh hãi nói: Đó là giết cha đoạt vị ư? Từ Ngạo Thiên ngắt lời: Ta không bảo ngươi giết người, chỉ là làm cho phụ thân ngươi đem ngôi vị thái tử truyền cho ngươi. Lý Thế Dân là một kẻ thông minh, vừa nghe xong liền hiểu được ý tứ của Từ Ngạo Thiên, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: Ta không thể huynh đệ tương tàn. Tần Vương cho rằng Lý Kiến Thành có thể là một hoàng đế tốt sao? Lý Thế Dân thở dài: Thái tử kiêu ngạo càn rỡ, nói thật hắn là bá chủ một phương, nhưng đối với đạo trị quốc hắn rất khó làm được. Từ Ngạo Thiên cười nói: Vậy thì được rồi, từ khi Tần Vương xuất hiện, ta vẫn một mực ở trong tối âm thầm quan sát Tần Vương và Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ mặc dù nhỏ nhưng bộ phận nào cũng có, nghiêm mật như một triều đình thu nhỏ, được Tần Vương quản lý chặt chẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Từ đó có thể nhìn ra được quyết tâm làm hoàng đế của Tần Vương, phải vậy không? Lý Thế Dân cười khổ nói: Minh Vương nhìn quả không sai, Thế Dân quả thực muốn làm hoàng đế, bởi vì Phụ Hoàng đã từng nói rõ, ai đánh hạ được Trường An, người đó sẽ được sách phong làm thái tử. Chỉ là... Nhưng Tần Vương đánh hạ Trường An, ngôi vị thái tử vẫn như cũ, rơi trên người Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân chán nản gật đầu nói: Đối với quyết định của Phụ Hoàng, Thế Dân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nhưng chuyện giết huynh đoạt vị, Thế Dân thật sự chưa từng nghĩ đến. Người không nghĩ đến, đáng tiếc không đại biểu cho hai vị huynh đệ của ngươi không có nghĩ đến. Lý Thế Dân sửng sốt nói:
Lời này của Minh Vương là có ý gì? Từ Ngạo Thiên từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lý Thế Dân nói: Ba ngày trước ta trong lúc cao hứng ngựa kiếm phi hành đến bầu trời của đường quân các ngươi, muốn quan sát bố trí trong quân, nhưng không nghĩ đến lại có được phần thu hoạch ngoài ý muốn này, cũng bởi vậy mới có lòng cùng Tần Vương đàm luận một lần. Lý Thế Dân không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nội dung trên phong thư. Phong Huyền Linh và Lý Tĩnh ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết nội dung được viết trong phong thư, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Lý Thế Dân, thần sắc càng lúc càng bi phẫn, cũng có thể đoán được một hai điều. Qua một lúc lâu, Lý Thế Dân bóp chặt phong thư trên tay, sắc mặt xanh mét nói: Vì sao lại phải đối xử với ta như vậy? Từ Ngạo Thiên thở dài: Tần Vương còn không hiểu rõ sao, công cao chấn chủ đấy. Lý Thế Dân cắn răng nói: Ta một lòng vì Lý Đường bôn ba, từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ muốn được hồi báo, vì sao nhất định phải bức ta như vậy? Từ Ngạo Thiên đưa đẩy nói: Tần Vương có quyết định rồi chứ? Lý Thế Dân cười khổ nói: Cho dù họ bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Từ Ngạo Thiên than thở: Như vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường rồi. Ta tin tưởng chỉ cần ta có thể thống nhất thiên hạ, sư môn cũng sẽ không tính toán sai lầm này của ta. Ngược lại, sư môn của ta có thể càng hy vọng được nhìn thấy môn hạ của mình có thể xuất ra một hoàng đế. Đến lúc đó chỉ cần trừ khử Tần Vương, thiên hạ không kẻ nào có thể ngăn cản ta. Tần Vương cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi bây giờ chỉ có ba con đường: một là cùng ta hợp tác ngồi lên ngôi vị thái tử; hai là thừa cơ Lạc Dương đang còn nằm trong tay Tần Vương, chiếm cứ Lạc Dương tự lập vương vị; thứ ba là cứ như vậy khai chiến, nhưng kết quả cuối cùng không phải là chết trong tay ta thì cũng chết trong tay hai vị huynh đệ kia của ngươi. Lý Thế Dân im lặng hơn nửa ngày, trên mặt thần sắc không ngừng biến đổi, cuối cùng hỏi: Nếu là Minh Vương, ngươi sẽ làm thế nào? Từ Ngạo Thiên khẽ cười nói: Bình bức hậu cung. Lý Thế Dân lại hỏi: Nếu chấn thủ ở hậu cung là Nguyệt Vương thì sao? Từ Ngạo Thiên sắc mặt khẽ biến, ý tứ của Lý Thế Dân rất rõ ràng, cha và huynh đệ đối với hắn cũng giống như Phương Tử Vũ đối với Từ Ngạo Thiên vậy. Mọi người đều là thân nhân duy nhất trên thế giới này. Từ Ngạo Thiên thở dài nói: Đáng tiếc tọa trấn hậu cung nhà ngươi không phải là Tử Vũ, nếu không đệ ấy nhất định sẽ thối vị nhường cho ta. Lý Thế Dân gật đầu nói: Thật hâm mộ Minh Vương. Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ vào vai Lý Thế Dân nói: Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ kỹ rồi lại đến đây tìm ta. Nói xong liền đứng dậy gọi Lý Phong và Lãnh Vô Tâm rời đi. Sau khi rời đi rất xa, trong tai Từ Ngạo Thiên mơ hồ nghe được đối thoại giữa Phong Huyền Linh và Lý Thế Dân. Tần Vương, thư này có thể là giả hay không? Không có khả năng, ngọc tỷ của phụ hoàng ta nhận ra được rất rõ ràng, cái đó tuyệt không thể làm giả. Lý Tĩnh hoảng sợ hô lên: Cuối cùng hoàng thượng... Từ Ngạo Thiên đang ngồi tu luyện trên giường trong phòng, trong tai truyền đến tiếng bước chân của tổng cộng hơn 10 người. Thanh âm của Lý Phong từ bên ngoài vọng vào: Chủ công, Tần Vương cầu kiến. Từ Ngạo Thiên từ trên giường đi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, thì thào lẩm bẩm: Rốt cuộc cũng đã đến, Tử Vũ, đại nhất định phải đại huynh. Một hàng hơn 300 người trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Côn Lôn đi đến một tòa đảo nhỏ ngoài hải ngoại. Bởi vì đại hội luận võ kết bạn của tu chân giới cứ trăm năm một lần sắp được cử hành. Những người này chính là nhân tài của Ngọc Hư Cung được cử đi tham dự. Ngoại trừ bốn vị trưởng lão Bách Độ, Bách Kiếp, Bách Thảo, Bách Linh ra, đó là Từ Ngạo Thiên, Vương Thương Hà, Lưu Hải, Thanh Nguyên. Bởi vì Phương Tử Vũ trên danh sách người tham dự bị Ngọc Hư Cung xóa tên, cho nên tạm thời do Kim Mê, đệ tử của Bách Độ thay thế. Theo sau những người này đó là 300 thành viên Thiết Huyết Kỵ và người vẫn một mực đi theo Từ Ngạo Thiên, Lăng Nguyệt. Ngày đó Từ Ngạo Thiên thuyết phục được Lý Thế Dân, hai người đồng tâm hiệp tác, sắp đặt chính biến, Huyền Vũ Môn binh biến, khiếp sợ triều đình và dân chúng. Bởi vì được chuẩn bị đầy đủ, thêm vào đó có siêu cấp cao thủ như Từ Ngạo Thiên dẫn dắt Thiết Huyết Kỵ dũng mãnh tọa trấn, chém chết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát ngay tại trận. Sau đó Lý Thế Dân dẫn theo binh lính binh bức hậu cung, khiến cho Đường Hoàng Lý Uyên không thể không giao ra hoàng vị, lui về hậu cung dưỡng lão. Đến lúc này Lý Thế Dân cuối cùng cũng ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, đổi danh Trịnh Quán, tự lập Thái Tông hoàng đế. Đối với thủ đoạn của Lý Thế Dân, Từ Ngạo Thiên âm thầm gật đầu. Từ xưa đến nay làm khai quốc hoàng đế có kẻ nào là không độc ác.
Nếu không có loại quyết tâm vung đao chặt đứt hết thảy và ý nghĩ tỉ mỉ, cho dù ngó lên được ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không được lâu dài. Từ Ngạo Thiên không phải là loại người độc ác này, cho nên ngay từ đầu hắn đã biết bản thân không thể làm được hoàng đế. Từ Ngạo Thiên rốt cuộc cũng yên lòng đem thế lực trong tay tất cả giao phó cho Lý Thế Dân, không cần tiếp tục đánh trận, đương nhiên là cả nước vui mừng rồi. Thủ hạ dưới tay của Từ Ngạo Thiên nếu nguyện ý ở lại làm quan đều được Lý Đường tiếp tục trọng dụng, nếu không muốn lưu lại đều nhận được đại bốt quy ẩn phí từ Lý Đường, từ đó lui về ở ẩn. Nhưng giống như Thiết Huyết Kỵ, một đám không thân tích, không nhà cửa, lại một lòng trung thành sống chết, cũng không muốn rời khỏi Từ Ngạo Thiên. Mà Lăng Nguyệt, bởi vì thân nhân của nàng đã mất từ sớm, Từ Ngạo Thiên đối với nàng có một loại cảm tình vô danh, thêm vào đó không nỡ để cho nàng ở bên ngoài một mình phiêu bạt, bất đắc dĩ đành phải mang theo đám người này cùng quay trở lại Côn Lôn rồi mới một lần nữa thu xếp. Thiết Huyết Kỵ là bởi được Từ Ngạo Thiên tuyển chọn kỹ càng ngay từ đầu, cho nên tư chất của mỗi người đều thuộc hàng thượng thừa, lập tức có thêm hơn 300 người tư chất thượng thừa. Trưởng môn cũng là vô cùng cao hứng, lập tức để cho thành viên của Thiết Huyết Kỵ tùy ý tự mình lựa chọn sư phụ gia nhập vào môn hạ của Ngọc Khư Cung. Bình thường bọn họ đều là sư đệ của Từ Ngạo Thiên, đi theo sư phụ của mình học tập tu chân đạo pháp. Điều này đối với đám người Thiết Huyết Kỵ mà nói chính là niềm vui sướng cực lớn, rốt cuộc có thể cao cao tại thượng giống như thần tiên trong truyền thuyết, cho nên bọn họ học tâm cũng vô cùng chăm chỉ. Các vị sư phụ cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì chịu ảnh hưởng của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, cho nên thành viên của Thiết Huyết Kỵ dường như một mà phân làm hai, không yêu cầu gia nhập vào môn hạ của trưởng môn thì cũng là yêu cầu gia nhập vào môn hạ sư phụ của Phương Tử Vũ, Bách Kiếp. Bách Kiếp vốn lấy võ nhập đạo, đối với những người đã trải qua vô số sinh tử trên chiến trường đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà trưởng môn bởi vì công việc bận rộn chỉ đành phân ra một bộ phận nhỏ gia nhập vào môn hạ của các sư huynh đệ khác. Những người còn lại bởi vì bản thân không có thời gian liền giao cho Từ Ngạo Thiên đám đồ đệ thay sư phụ truyền nghệ. Về phần Lăng Nguyệt, dưới sự đề cử của Từ Ngạo Thiên đương nhiên là về làm môn hạ của Bách Độ, làm tiểu sư muội của Kim Mê. Bởi vì giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói, cho nên Kim Mê và Lăng Nguyệt rất nhanh trở thành bạn tốt, không có gì là không nói cho nhau nghe. Ngọc Khư Cung cũng bởi vậy mà tiến nhập vào thời kỳ lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử kể từ khi được khai phái tới nay, nhảy một bước lập tức trở thành Thái Sơn bắt đầu trong tu chân giới. Trưởng môn Bách Huyền càng vui vẻ cười không khép miệng lại được. Hôm nay phải xuất phát đi tham gia đại hội luận võ kết bạn, 300 Thiết Huyết Kỵ một lần nữa lại tập hợp trở thành thủ hạ thân binh của Từ Ngạo Thiên. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía Đông Hải. Trên đường đi, quan viên các nơi chạy đến cửa nịnh bợ, tất cả dân chúng không một ai không vui vẻ chào đón, vui vẻ tiến đi, một bầu không khí vui sướng hân hoan. Lấy thanh danh và địa vị hiện tại của Từ Ngạo Thiên, thiên hạ còn ai dám đắc tội với hắn đây? Huống hồ nếu không phải Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi hoàng đế có quá nhiều công việc bận rộn, nói không chừng ngay cả hắn, một vị hoàng đế, cũng có thể sẽ tự thân đến đón. Lý Thế Dân mặc dù không tới nhưng lại có rất nhiều tướng lĩnh quan lớn tay nắm trọng quyền bị phái tới để bày tỏ tình bạn của Lý Thế Dân đối với Từ Ngạo Thiên. Trong đó có rất nhiều người đã từng là bộ hạ cũ của Từ Ngạo Thiên. Chủ phó gặp nhau đương nhiên là không tránh được một cảnh tượng náo nhiệt rồi. Tất cả mọi người đều uống đến say túy lý mới ra về. Không tham gia tiệc rượu chỉ có Bách Kiếp, Bách Linh, Bách Độ, Kim Mê và Lăng Nguyệt. Bách Độ mang theo Kim Mê và Lăng Nguyệt một mực ở trong phòng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chẳng bằng nói là trò chuyện. Kim Mê và Lăng Nguyệt nói chuyện đề tài đều không rời khỏi Phương Tử Vũ, mà Bách Độ thì ở một bên yên lặng lắng nghe. Bách Kiếp đứng chân lan can một mình uống rượu giải sầu. Tiếng ồn ào ở đằng xa cùng với thân ảnh cô độc lẻ loi của lão tạo nên một vẻ đối lập sắc nét. Sư đệ cớ gì lại ở nơi này một mình uống rượu giải sầu, là đang nhớ đến nó sao? Một vị lão giả đầu tóc lơ thơ, gầy chỉ còn lại da bọc xương, vừa ho khan vừa chậm rãi đi ra từ sau lưng Bách Kiếp, không ngờ lại là người trông coi Ngọc Hư Tàng Thư Các, Bách Linh. Bách Kiếp không quay đầu lại nói: người vốn đã vô tâm đối với thế tục, vì sao lần này lại muốn đi theo? Bách Linh đi đến bên cạnh Bách Kiếp cười khổ nói: ta cũng không muốn tới, là tổ sư gia ép bức ta tới. Ồ, Bách Kiếp lộ vẻ xúc động nói: tổ sư gia có hứng thú đối với đại hội lần này sao? Bách Linh cười khổ:
Tổ sư gia đối với chuyện đó không hề có hứng thú, chỉ có hứng thú đối với nó thôi, cho nên mới lệnh cho ta đem cái đầu xưng già này bôn ba khắp nơi, đi thử thời vận xem có thể tìm được nó hay không. Bách Kiếp nghiêng đầu sang, cảnh giác nhìn Bách Linh hỏi: Tổ sư gia muốn tìm nó làm gì? Trừ ma vệ đạo ư? Đại nghĩa diệt thân? Hay là tự mình thanh toán môn hộ đây? Bách Linh cười nói: Đệ không cần phải cảnh giác cao như vậy. Tên đồ đệ bảo bối này của ngươi, ngay cả tán tiên cũng dám đánh, thiên hạ này còn có điều gì mà nó không dám làm đây? Bách Kiếp dường như nhớ đến điều gì hỏi: Hơn 4 năm trước, ở trên Thiên Sơn, vị tán tiên đấu pháp với Tử Vũ... Bách Linh phất tay ngắt lời nói: Đệ yên tâm, không phải là tổ sư gia. Nói đến chuyện này, đệ còn phải cảm tạ tổ sư gia lão nhân gia người. Nếu không phải là tổ sư gia chạy đến kịp thời, đồng thời đánh lui tán tiên gọi là phong sử gì đó, thì đồ đệ bảo bối của ngươi đã sớm không còn mạng rồi. Bách Kiếp sắc mặt khẽ biến nói: Chuyện đó như thế nào? Bách Linh lập tức đem những việc nghe được từ tổ sư gia nhất nhất nói ra, sau đó lại nói: Đệ cũng không cần lo lắng quá mức. Tổ sư gia ngay từ đầu căn bản là không muốn thương tổn Tử Vũ, chỉ là nghe nói có một đệ tử tu luyện mới vài năm mà đã có thể tạo nên oanh động như vậy trong thế gian, mới không nhịn được đi ra xem thử. Sau khi nhìn thấy Tử Vũ, liền phát hiện ra tiềm lực vô hạn của nó, là nhân tài có thể đào tạo được, lúc này mới nổi lên lòng yêu mến kẻ tài, ra lệnh cho ta nhân cơ hội này ra ngoài tìm nó. À đúng rồi, còn có Từ Ngạo Thiên kia nữa, cũng được tổ sư gia nhìn trúng. Nó sau khi trở về núi, tổ sư gia vẫn một mực ở trong tối dạy nó, làm cho công lực của nó tăng lên vùn vụt à. Bách Kiếp trên mặt lộ ra vẻ xúc động, có thể được quái vật trong truyền thuyết nhìn trúng, còn tự thân dạy dỗ, xem ra Từ Ngạo Thiên phúc trạch thâm hậu, còn đồ đệ của mình thì vận khí không được tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Bách Kiếp nhất thời buồn bã. Bách Linh tựa hồ không nhìn thấy biểu tình của Bách Kiếp, tiếp tục nói: Tổ sư gia từng nhận xét về hai đứa trẻ này với ta, để có biết lão nhân gia người nói như thế nào không? Bách Kiếp thản nhiên nói: Người nói thế nào? Bách Linh cười nói: Người nói hai đứa nó đều là quái vật. Phương Tử Vũ vài năm nay thì không biết, nhưng năm đó có thể ở trong tay phong sử tán tiên, một đường đánh lên đến đỉnh Thiên Sơn. Mặc dù phong sử không có tâm muốn giết nó, nhưng chỉ bằng phần công lực này cũng đủ để cho Tử Vũ ngạo thị thiên hạ rồi. Bách Kiếp vẻ mặt đắc ý. Bách Linh cười tiếp tục nói: Người nói Phương Tử Vũ giống như một con sói hoang cô độc, lạnh lẽo, khiến cho người ta khó có thể đến gần. Thêm vào đó, nó có được ý chí mà người thường không thể có, cuối cùng sẽ trở thành ngọc quý. Đáng tiếc sát tâm quá nặng, nếu không kịp dẫn dắt gia nhập chính đồ, sợ rằng sẽ gia nhập ma đạo. Còn Từ Ngạo Thiên kia, đệ biết không, tổ sư gia nói hai đứa trẻ này đều thoát khỏi con đường tu chân, đi đến một con đường tu luyện khác. Từ Ngạo Thiên bây giờ tuyệt không yếu hơn sư thúc lão nhân gia người. Cái gì? Bách Kiếp hô lên. Từ Ngạo Thiên không yếu hơn sư thúc ư? Bách Linh gật đầu nói: Không chỉ Từ Ngạo Thiên, tổ sư gia nói nếu 4 năm nay Tử Vũ vẫn kiên trì tu luyện như trước, chắc chắn cũng giống như Từ Ngạo Thiên, đều tiếp cận đến đại thừa kỳ cảnh giới. Bách Kiếp hít sâu một ngụm khí lạnh, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ: thật sự là quái vật. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 18 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến của câu chuyện trong tập 19. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.